đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động và mình là Hokuchi. Và có thể nói là trước đây chúng ta đã có bộ đôi là Realme 8 này, Realme 8 Pro. Thì ở đây chúng ta sẽ có một sản phẩm đó chính là Realme 8 5G. Thì đây chính là cái sản phẩm nó nằm ở cái giữa cái phân khúc là Realme 8 và Realme 8 Pro. Tất nhiên nó sẽ có một vài những cái điểm hạ cấp so với Realme 8 Pro để phù hợp hơn với mức giá tiền, và nó cũng sẽ có một vài điểm nâng cấp so với Realme 8. Thì hãy cùng mình đánh giá chi tiết cái sản phẩm này để xem đây có phải là một cái sản phẩm dành cho sự lựa chọn của bạn trong năm nay hay không. Ok, intro nào. Có thể nói cấu hình nó là một trong những cái điểm nâng cấp của cái sản phẩm này so với cái sản phẩm Realme 8. Đó chính là chúng ta đã được chạy trên con chip là Dimensity 700 5G. Thì như các em cũng biết thì con chip Dimensity rõ ràng là ngon hơn chip MediaTek Helio G95 ở trên Realme 8 rồi. Và đây cũng là một cái sản phẩm mà nó có bộ RAM 8GB rất là lớn luôn, và bộ nhớ trong là 128GB. Và anh em vẫn hoàn toàn yên tâm là ở cái sản phẩm này chúng ta vẫn sẽ có công nghệ RAM mở rộng, có nghĩa là cái RAM của các bạn có thể lên đến 11GB. Thì đầu tiên thì mình cũng có test về đa nhiệm các kiểu, thì máy cho đa nhiệm rất là tốt luôn, mượt mà không có bất cứ cái tình trạng lắc giật nào cả. Tất nhiên hồi 8GB RAM nó là quá kinh khủng ở trong cái nhà Android, và bởi vì như thế cho nên là khi mà mình chuyển đổi đa qua lại giữa những cái tác vụ với nhau ấy thì không có một cái sự trễ hay là không có cái sự loát lại nào xảy ra ở những cái ứng dụng như thế này. Tiếp đến thì mình có test thử với những cái tựa game nặng. Thì đầu tiên mình test thử với Genshin Impact, thì cái điểm ấn tượng của mình khi mở Genshin Impact đó chính là nó hoàn toàn chơi được Genshin Impact và cho được cái mức FPS cực kỳ mượt mà luôn. Nó sẽ tầm đâu đấy là 42. Và khi mà các bạn chơi ấy thì máy sẽ có cái tình trạng nóng lên khá là nhanh luôn, bởi vì cái tựa game này cũng rất là nặng. Và chơi thì nó vẫn là chơi hoàn toàn ok nha, chơi được. Máy không có cái độ trễ quá nhiều, lâu lâu nó chỉ bị giật lắc khi mà đánh quái thôi. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng test với game PUBG Mobile. Thì ở PUBG Mobile mình không lên được HDR, mình chỉ dừng lại ở cái mức HD thôi. Và khi mình ở cái mức HD ấy, thì cái FPS mà các bạn đo được là tầm 29 FPS đổ lên. Nó nhích hơn một chút xíu và cái đồ thị dao động FPS của nó thì cũng không có cái sự dao động lên xuống khá là nhiều. Cái điểm cộng lớn nhất ở cái máy này mình nhận thấy đó chính là nó chơi game không bị nóng lên giống như một vài máy khác. Và khi mình chơi PUBG, mặc dù PUBG là một tựa game khá là nặng, tuy nhiên ấy, thì máy vẫn cho được một cái độ mát, kiểu nó mát rười rượi, nhất là ở cái phần mặt lưng như thế này, không ảnh hưởng nhiều đến cái cảm giác chơi game của các bạn. Và rõ ràng là bởi vì đây là một cái sản phẩm có một cái màn hình bự, cho nên là cái độ phân giải HD thì phần nào đó làm cho chúng ta không thỏa mãn được cái phần nhìn. Và ở liên quan mobile thì cũng là một cái điểm yếu khá là đau lòng cho Realme 8 5G, khi mà các bạn không lên được cái mức FPS là 60, mà máy thì chỉ cho set là mức FPS 30 thôi. Và rõ ràng là 30 không thể làm khó được cái sản phẩm này, không có bất cứ một cái tình trạng lag giật nào, và cái FPS trung bình đo được cũng là 30 FPS luôn. Tất nhiên khi mà nhắc đến cấu hình thì chúng ta không thể không nhắc đến pin là một trong những cái thành phần mà nó làm nên một con điện thoại. Và đây là một cái sản phẩm có cái độ dày khá là lớn, và kèm theo đó chúng ta cũng sẽ có cái viên pin là 5000 mAh cùng với sạc nhanh 18W. Chúng ta sẽ có cái thời lượng sử dụng liên tục những cái tác vụ chuyển qua chuyển lại trong vòng đâu đấy là tầm 8:20 bọn mình đã đo ở đây. Và cái thời gian sạc cho cái sạc nhanh 18W cho cái viên pin 5000 mAh đó chính là tầm 2:23. Nếu mà các bạn không dùng cái sản phẩm này liên tục thì nó sẽ rơi vào đâu đấy trong vòng là tầm từ 2 đến 3 ngày trời các bạn mới có thể phải sạc pin, và chỉ cần là sạc trong đêm thôi nó đã lên rồi. Về màn hình của Realme 8 5G thì có thể nói là đây là một sự mình đánh giá là hạ cấp nhẹ nhẹ so với hai cái phiên bản kia thôi, nhưng mà cũng không hẳn là hạ cấp lắm đâu. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với thông số của màn hình này. Các bạn sẽ chỉ có cái tấm nền là IPS LCD cùng với cái độ lớn là 6.5 inch và độ phân giải là Full HD+. Nếu như ở Realme 8 và Realme 8 Pro các bạn đã có cái tấm nền Super AMOLED thì rõ ràng là IPS LCD ở trên Realme 8 5G sẽ phần nào làm các bạn đắn đo. Nhưng mà đối với bản thân mình ấy, thì hai cái sản phẩm này, hai cái tấm nền này ấy, nó sẽ giúp cho các bạn có được chính là cái tần số quét 90Hz. Đó là một cái sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng luôn. Các bạn sẽ không thể tìm thấy được những cái màu đen thăm thẳm hay là những cái màu sắc nó rực rỡ hơn ở trên cái màn hình này. Tuy nhiên bù lại các bạn sẽ có được cái sự vuốt chạm cực kỳ mượt mà ở trên cái màn hình này luôn, bởi vì nó là tần số quét 90Hz, mà cho nên là các bạn sẽ không gặp tình trạng lóa mắt hay là nhức mắt khi mà vuốt màn hình quá là nhiều này. Tất nhiên là IPS LCD sẽ có một cái sự hạn chế, đó chính là cái tấm màn của nó bình thường ấy, một là nó sẽ ám hồng, hai
là nó sẽ ám xanh. Và cái sản phẩm Realme 8 5G này các bạn sẽ phải đánh đổi với cái tình trạng đó, chính là nó sẽ ám xanh một chút xíu thôi. Và đây là một cái màn hình đục lỗ, cho nên là chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái không gian hiển thị ở bên trong màn hình. Và cái điểm đáng đồng tiền bát gạo trên cái sản phẩm này đó chính là con chip 5G, cho nên là được tích hợp cái modem 5G trên cái băng tần 6GHz, mang đến cái tốc độ tối đa lên đến 2.77GB, đón đầu cái xu hướng 5G sắp được triển khai tại Việt Nam. Như anh em cũng biết là cái thời đại năm sau, nhiều khi năm 2022 sẽ là cái thời đại của 5G, vậy nên là ngay từ bây giờ các bạn sở hữu một cái sản phẩm 5G là hoàn toàn hợp lý với một cái mức giá phải chăng như thế này. Cuối cùng là về camera, thì camera là một cái điểm mình đánh giá là nếu mà camera chính ấy, thì nó không sao, nhưng còn nếu mà những cái camera khác thì nó hơi là vấn đề so với Realme 8 5G. Nếu các bạn lựa chọn, các bạn sẽ có một camera chính là 48 megapixel này, một camera chân dung đen trắng 2 megapixel và một camera macro 20 megapixel. Và các bạn lưu ý cho mình là các bạn sẽ không có camera góc rộng nha. Đúng là một cái điểm yếu, như là chí tử chí mạng đối với cái sản phẩm này á. Tuy nhiên về chất lượng hình ảnh chụp được mà cho ra cái sản phẩm này thì là hoàn toàn ok luôn. Và có một cái điểm mình muốn lưu ý cho các bạn, đó chính là về cái chất lượng quay video của cái Realme 8 5G thì nó chỉ dừng lại ở 1080 thôi, chứ nó không lên được 2K hay là 4K như những cái sản phẩm ở trong cùng phân khúc giá khác. Đối với bản thân mình ấy thì quay ở trên cái sản phẩm này, nếu như các bạn thấy thì nó cũng khá là ok và ổn áp, bởi vì cái camera chính lên đến 48 megapixel ấy, cho nên là các bạn sẽ bắt được cũng khá là sắc nét. Tuy nhiên việc không có camera góc rộng hay là việc nó không lên được 4K và 2K trong cái thời điểm hiện nay đúng là một cái điểm trừ cực kỳ đáng tiếc cho cái sản phẩm này. Thì kết thúc lại ở cái Realme 8 5G trong cái bài đánh giá chi tiết của chúng ta, thì Realme 8 5G sẽ có những cái điểm cộng và những cái điểm yếu gì. Những cái điểm cộng đầu tiên đó chính đây là cái sản phẩm 5G, rõ ràng là một cái sản phẩm đón đầu xu thế tương lai. Tiếp theo các bạn sẽ có một con chip rất là ok, rất là ổn áp luôn, một cái màn hình với cái độ lớn cùng với cái tần số quét rất ổn, và cuối cùng là một cái viên pin cùng với cái sạc nhanh cũng cực kỳ tốt ở trong cái thời điểm hiện tại. Vậy thì cái ưu điểm của nó nằm ở đâu? Cái ưu điểm của nó đầu tiên nó sẽ nằm nhiều về camera. Chúng ta không có camera góc rộng và chúng ta sẽ không có được cái độ phân giải 2K hoặc là 4K khi mà quay camera ở trên này. Tất nhiên là cái sự lựa chọn vẫn phụ thuộc vào tất cả các bạn mà thôi. Các bạn cảm thấy đây là một sản phẩm như thế nào thì đừng quên là hãy để lại comment ở phía dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Di Động. Và nếu các bạn muốn mua thì click vào cái đường link ở phía bên dưới tên là hàng tại Thế Di Động với rất nhiều ưu đãi ở trong cái dịp sinh nhật như thế này. Còn bây giờ thì bye bye.